Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Story. Dạ, em chào bà cô chú. Chào quý vị. Dinh lớn lớn không bà cô chú mới nghe nè. Bà cô chú. Hôm nay là KT đưa gia đình đi ra shop mình chơi. Đi qua đây tới đây hổng rài mà mình bận quá các bạn ơi. Tại mới về á cho nên nhiều công việc quá, lo lật đật đi làm việc. Rồi hôm nay mới có thời gian đưa gia đình mình đi ra cái shop của KT nè. Trước khi tới thì ghé mua bánh mì, giờ không có thời gian cho nên ăn đỡ bánh mì lát. Mua lát ra tới shop xong cho mẹ mình tham quan. Sau đó rồi mới chở đi ăn. Gia đình là thích ăn bánh mì đặc biệt. Gia đình thích ăn ở đâu nè? Bánh mì đặc biệt thì bạn thích ăn ở đâu nhất? Gia đình thì anh thích ăn bánh mì chè cali. Cái này không có quảng cáo cho ai nha, các bạn mua trả tiền nha. Mà bánh mì chè cali người ta cũng không cho mình vô trong đó quay luôn nha các bạn. Có hôm kỳ mình có quay chia sẻ các bạn á, nhưng mà người ta không có thích mình. Người ta không biết mình là ai hết, nhưng mà người ta không có cho người khác vô quay trong cái tiệm hay là chụp hình trong cái tiệm. Đường Brookhurst với đường Mạc Phan. Ủa, nay vắng què ta. Yippee. Thấy parking. Parking còn rộ trống quá trời nè. Giờ cháu quẩy là 1 đồng 75 sen một cái. Được chưa nên? Và bây giờ mình nói giá cho các bạn biết luôn. Rau má mua 2 tặng 1, 1 ly là 4 đô, 3 ly như thế này là 10, là có 8 đô, 8 đồng. Còn bánh mì á, là mua 2 tặng 1, 1 ổ 6 đồng. Trời đất ơi, bánh mì đó đây, bánh mì chè kali là mình thấy rẻ nhất 5 kali. Tức là 1 ổ chia ra có 4 đồng 1 ổ thôi, tại vì mua 2 tặng 1. Thì theo mình nghĩ là nếu mà ở đây biết mình YouTuber vô quay mà chia sẻ để cho tất cả các anh chị em cô chú ở xa tới mà có thể là ghé ăn hay là ăn thử thì mình nghĩ là người ta sẽ ok, nhưng mà tại vì người ta không biết mình là ai, người ta sợ là có những người tới quay rồi phá tiệm hay sao mình không biết, mà không hiểu tại sao người ta không có cho mình quay, cho nên là hôm nay thì không có vô trong đó quay nha các bạn. Bánh mì mà có 4 đô ổ rồi nha, 4 đồng ổ rẻ quá trời luôn hả. Ở Cali phải nói là đồ ăn có nhiều chỗ bán rẻ lắm các bạn. Đây các bạn. Nó cho em 1.99. Khi mà các bạn đi từ Costco á, đi lại trên đường Golden Gate là ngay chỗ này nè. Đó, quẹo vô trên chỗ này liền. Các bạn thấy bên tay phải là các bạn thấy cái đây đậu xe là chạy vô đây liền. Tức là tiệm của Katie đây, mà mình vô đó mình coi hai bên có chỗ nào có chỗ đậu xe là mình vô mình đậu. Cái khu này là khu nhà ở, thì cái khu của KT là ở phía trước á, là nó có một cái chỗ để làm business. Đó. Ví dụ như giờ hai bên này nè, đó bên đây nó trống nè các bạn. Mình có thể vô đây ha. Đó. Quẹo vô cái này là mình vô đây mình đậu được nè. Đó, mình đậu bên đó xong các bạn. Các bạn có thể, nếu mà hết chỗ đậu thì các bạn có thể đậu đối diện bên này. Đó, mình đậu rồi mình đi bộ qua đây. Còn một chỗ nữa, một chỗ nữa các bạn có thể đậu đó là vừa chạy qua cái trường này nè, trường Lincoln này nè. Bên tay phải là người ta có một đống chỗ đậu xe ở đó luôn á các bạn. Đó, thì cái tiệm của Katie vừa ở trên trước đây nè, mình chỉ kỹ luôn. Ở đường này là đường Euclid ha, còn đường này là đường Golden Gate Boulevard. Thì vừa qua đường Euclid cái là bên tay phải các bạn nhìn thấy cái chữ nè. Đó, cái chữ KT Food nè. Tại biết sao ở đây thành phố không có cho để cái bảng ở ngoài. Chứ thôi là KT để với bảng ngoài bự dần dần là dễ thấy rồi. Nhưng mà City không có cho treo ở đây các bạn, cho nên là cũng khó thấy. Bạn nào mà xuống Nam Cali mà muốn gặp KT thì nhớ nhắn KT. Mà KT có thời gian sắp xếp để chạy ra đây gặp bạn nha. Bây giờ mình mời các bạn vào trong cùng KT. Hai cưng, trời ơi nay như đẹp quá trời luôn. Đây là tiệm của KT nè. À, đẹp chưa? Ôi, mấy chậu bông hôm bữa giờ bán vừa mới về là có khách đặt hàng liền rồi ship đi. Cam vô chụp hình cam. Đó, đẹp chưa? Còn cái chậu này là KT mới làm nè. Cái này có người đặt luôn rồi. Đây. Chậu này thì rẻ ha, KT cũng đang giảm giá luôn. Có ship xuyên bang, ship toàn nước Mỹ nha. Mua một chậu bông xài cả đời, tại vì mình chưng nó hoài các bạn. Mà loại này là loại KT mua loại giải bằng silk á. Cái loại mà bằng silk thì khi mình rờ vào, mình touch vào, mình giống như thiệt vậy các bạn.
cuối tuần á, các anh chị em cô chú có thể tới đây, là ở đây nhân viên sẽ làm facial miễn phí nha, làm facial với lại làm tẩy nám miễn phí ở đây nè các bạn. Xăm rồi ở đây là có giường. Giường, cái giường này, cái nệm này hôm bữa Katie chia sẻ nhiều bạn mua vô cùng luôn, có ship toàn nước Mỹ, có ship về Việt Nam luôn các bạn. Đó, để bữa nào mình quay cái giường này lại, mình này made in Italy ha. Mình đưa gia đình mình tới đây để biết tiệm rồi mình chia sẻ cái nào promotion đang có. Bữa nay mới về nước mắm nè chị, bữa giờ là cô chú anh chị hỏi nước mắm quá trời luôn, mà nay mới về hàng nước mắm lại là đang có giá là 6 đồng một chai và mua trên 200 thì sẽ được free shipping ạ. Nghĩa là cái này là sẽ giúp được nhiều anh chị em cô chú muốn mua nước mắm. Tại vì nước mắm thường thường nặng lắm, cái chưa có cho ship các bạn ơi. Tiền ship rất là mắc luôn, mà khi mỗi lần tụi em ship là phải quấn bóp bồ kỹ lại cho khách mới ship được. Dạ. Mà cái tiền ship ở bên Việt Nam qua đã tăng rồi ha. Ở bên Việt Nam hôm bữa mình ship nguyên một cái công á là 7.000 đô. Nhưng mà bây giờ là người ta tăng lên mười mấy ngàn rồi các bạn. Tại người ta nói là phải đi đường ở ngoài biển, là đi đường vòng á. Cho nên là tiền ship bên đây tăng. Ở bên Việt Nam ship qua cũng tăng. Nhưng mà kỳ này là công ty có chương trình là free ship cho nước mắm luôn. Trên hóa đơn. Cho nên là bạn nào mà mua, không cần phải mua hết 200 tiền nước mắm, có thể mua yến. Yến, xăm, rồi xăm hoặc là kèm những sản kèm phẩm vô là cũng được. Là bỏ vô là có nước mắm ha, là được free. Sẵn gia đình mình đến với KT Food Shop thì tất cả những khách hàng, không phải riêng gia đình mình mà ai tới cũng vậy, là sẽ đều được thử yến và xăm hết ạ. Nên là cả gia đình mình vô đây thử yến với xăm coi nha. Cái này video này là giới thiệu với anh chị em cô chú là bất cứ ai tới đây cũng được thử yến, xăm và nước mắm nha. Con lấy xăm cho bác chứ. Yến làm thử luôn nè, trong lúc chờ đợi. Như sang quá, Như lấy nguyên cái hũ này, Như chia ra có 3 hũ rồi. Mình không có cho nên mình lấy nguyên hũ này luôn. Sao sao, ok không? Bác Cam uống xăm cho nó khỏe luôn nha. Yến là ngày nào Katie cũng phải uống nha các bạn. Đẹp da, căng bóng và nó đỡ cho cái khớp của mình. Nhất là những người nào mà đau, đau đầu gối, đau khớp khớp rồi là uống cái yến này rất là tốt. Nhưng mà phải cho nó ít nhất là 6 tuần nha các bạn. Uống đi, gì ba mới uống hồi sáng rồi. Xăm. Xăm uống vào, xăm này là xăm Mỹ, American Ginseng. Thì uống vào là nó giúp cho mình được cái khớp tay. Ai mà đau khớp tay mẹ mình nè. Mẹ là mình là khó ngủ, thiếu ngủ. Mà uống vô xong rồi á, mẹ chia sẻ đi. Uống vô mẹ cảm thấy sao xăm á? Đầu tiên á, mẹ bị đau thấp khớp rất là nặng. Mà tay mẹ cong luôn. Nhưng mà hai ngày đầu mẹ uống á, thì nó thấy nó thoải mái mà nó giãn giãn. Nhưng sau một tuần là mẹ không còn nhức nữa. Không còn đau nhức mà tay chân rồi cũng rất là khỏe luôn. Không còn thấy tê, không còn thấy đau nữa. Còn ngủ? Ngủ thì ngon. Hồi xưa mẹ khó ngủ, sau này mẹ ngủ ngon mà ăn cũng ngon nữa. Đó, mẹ của Katie là lớn tuổi cho nên là thiếu ngủ trầm trọng. Một ngày ngủ có vài tiếng, ví dụ 1, 2 giờ sáng mới ngủ mà 4-5 giờ dậy rồi. Nhưng mà từ lúc uống xăm thì mẹ nói là trời ơi, mới có 9-10 giờ là mẹ buồn ngủ quá, mẹ đi ngủ. Và sáng mẹ mới dậy cho một ngày ít nhất là mẹ ngủ được 8-9 tiếng đó. Mẹ Katie là 7 mấy tuổi rồi mà da căng nè các bạn nhìn nè. Không có make up nha các bạn. Với lại mình mới có cái promotion mới cho Yến nữa mà chị. Yến mua sao? Mua 10 tặng 1 và tặng thêm một hộp đũa khèn đó. Mua 10 tặng 1 nha các bạn. Thí dụ như bạn mua 10 hộp yến thì được tặng một hộp yến. Hay là một có thể chai là xăm một, hay được. Là một lấy một chai xăm cũng được. Tại và có nhiều cô chú anh chị muốn uống thử cái xăm, thành ra em có thể đổi cho cả nhà mình lấy một yến hoặc là một xăm cũng được. Với lại thêm một cái đũa này nữa. Nhìn rất là cầm chắc tay lắm cả nhà ơi. Đũa kè này là một hộp 10 đôi là được nguyên tặng nguyên hộp 10 đôi dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là chị Katie muốn gửi tới thông điệp cả nhà mình là eat well, live well. Eat well, live well nghĩa là mình ăn sạch, mình sống giống như khỏe vậy các bạn. Cái này là mình đặt rất là khó nha các bạn. Tại vì mình đòi cái loại mà ít nhất là 60 năm. Mà 60 năm là đũa cây kè này á, là các bạn dùng cả đời luôn. Gọi người ta gọi là mua một lần dùng cả đời là sao? Mình mua cái đũa này nè, nó không bị mọt. Nếu mà dưới 60 năm nó sẽ bị mọt. Và nó không bị cong. Nếu mà bạn rửa bằng máy rửa chén nó không bị cong. Nếu mà có vấn đề gì khi mà bạn mua bạn cứ gọi vào thì chị sẽ giải quyết liền nha. Và 10 đôi đũa này nếu mà bạn không có mua, có mua 10 hộp yến á, thì bạn có thể mua 5 hộp yến thì Katie có thể tặng cho các bạn một hộp đũa như thế này. Và cái này là các bạn nếu mà bạn so sánh với những chỗ khác là các bạn sẽ thấy cái đũa của Katie á, là có chữ Katie Food ở trên đó luôn. Mà cái đũa này á, là Katie
đặt cái loại mà tốt nhất có thể luôn á các bạn. Nó rất là chắc nha. Dạ, em cầm em thấy nó thẳng ro mà nó mịn lắm kìa. Không có thường như mấy loại đũa che đồ mình sợ nó giống như có xước xước, còn cái này là mịn luôn. Và cầm nặng là biết gỗ lâu năm. Đúng nó chắc rồi, tay chắc dữ lắm tay. Và đặc biệt là cái này là cái màu gỗ tự nhiên. Tức là cái màu gỗ này nè các bạn, không có nhiều màu nha. Màu gỗ này tự nhiên của cây kè. Mà cái cây kè là cái cây buông á các bạn. Thì người ta chỉ dùng được cái nhánh của nó, mà người ta dùng được cái hai bên của cái nhánh cây đó để làm đũa thôi, còn ở giữa là không có dùng được. Cho nên rất là quý hiếm. Mà công ty ở bên Việt Nam báo cho Katie biết là giống như là sắp hết rồi. Tại vì sao? Phải đợi thời gian sau mới có 60 năm trở lại. Còn thu hoạch trước là nó sẽ bị mọt nha các bạn. Bữa nay xăm mình đang có promotion mới á chị. Như cái xăm mà chai lẻ này đang là có promotion là 79 đồng, sale còn 59 đồng một chai là đã rẻ rồi. Và đặc biệt hơn nữa là mua 5 chai được tặng một chai và free shipping luôn ạ. Oh. Cái này là chưa từng có chưa luôn. Chưa từng có luôn. 79 sale còn 59 là rẻ rồi, nhưng mà mua 5 tặng 1 tính ra là còn có 49 đô một chai mà thôi. Mua 5 tặng 1 mà free shipping. Và số lượng có hạn, còn 70 mấy chai lẻ nữa là hết. Nên là cả nhà mình nhanh tay order. Nhanh tay order. Và đặc biệt là hộp xăm mà xếp 4 chai bữa nay cũng sale luôn á chị. Mua 5 tặng 1 luôn không? 316, sale còn 216. Ok, đặc biệt mua 5 tặng 1 luôn. Công ty nói là ok, vậy bây giờ là mua 5 tặng 1 cho cái hộp này luôn. 316 mà sale còn 216, sale 216 ha. Rất là đẹp các bạn. Xăm này rất là tốt, giống như mẹ Katie bị, Katie chính bản thân của mình nè. Mình nghĩ là mình bán tiệm trà sữa là lý do mà mình bị đau quá. Sáng ngủ dậy mình phải gỡ ra từng ngón của mình như vậy, nó coi vậy nè các bạn. Rồi mình phải gỡ từng ngón, mà từ lúc mình uống xăm này trong vòng khoảng 4-5 ngày ha. Sau khi mình uống 4-5 ngày là mình không còn cái cảm giác coi như vậy nữa. Và không có còn bị tê 10 đầu ngón tay, rất là hay luôn các bạn. Em bán cũng nhiều vị khách gọi vô chia sẻ cảm ơn tụi em là đã giới thiệu, với lại cảm ơn chị Katie đã giới thiệu sản phẩm xăm này cho các chị uống thử. Tại vì xăm này hầu như xưa giờ ai cũng từng uống hết trơn rồi mà kêu là chị cũng nói là chị chưa từng nghe tới mà xăm hết đau nhức với lại tê chân. Nhưng mà tại chị nói là thấy chị Katie bị vậy mà uống hết nên là chị cũng thử. Mà chị uống tới chai thứ hai là chị hết bị tê tay á. Gọi điện lại cảm ơn với gửi lời cảm ơn với chị Katie rất là nhiều. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, khi mà mình uống hết hai chai mà mình ngưng 5-10 ngày thì dĩ nhiên nó sẽ quay trở lại. Muốn cho nó hết thì các bạn phải giống như mình ngưng một tuần lễ đi, mà mình thấy bị lại thì mình mua là mình uống tiếp. Đó, thì các bạn ơi, hiện tại là có free ship luôn nha. Các bạn cứ gọi vào là free shipping toàn nước Mỹ. Còn bạn nào ở Canada, Úc, châu Âu, Katie cũng có ship nha. Ở Việt Nam cũng có ship luôn. Ở bên Việt Nam bữa Katie có chia sẻ là các bạn có thể gọi số điện thoại là ở bên Việt Nam là có công ty bên Việt Nam là người ta ship tới tận nhà và free ship luôn nha các bạn. Các bạn ơi, sẵn đây cho Katie thông báo luôn là Katie đã vừa mới update xong website của công ty. Đó là các bạn có thể lên trên online và bấm katiefoodshop.com. Sau đó các bạn có thể vào đây xem những mặt hàng đang sale hay là những mặt hàng nào ở trong tiệm của Katie đang có. Sắp tới đây mình sẽ bỏ thêm nhiều sản phẩm như là quần áo, áo giả, bà ba và nữ trang, hộp xoàn hay là fashion jewelry. Mình sẽ để trên đây hết. Các bạn kéo xuống từ nữ trang cho tới là những sản phẩm như là mỹ phẩm. Tất cả thông tin đều có trên này. Các bạn có thể order ở trên này. Đó, các bạn không cần gọi vô, có thể order trên này. Và tiệm sẽ ship cho các bạn, ship toàn nước Mỹ và ship về Việt Nam, châu Âu, châu Á, châu Úc rồi luôn. Và ngoài ra là hôm nay cái lá nương á, bữa mình có promotion mà tặng lá nương ngâm chân cho khách dùng thử, thì khách rất, cũng rất là thích và gọi lại mua cũng rất là nhiều. Thì công ty mình cũng ra thêm cái promotion cho lá nương là mua 10 hộp được tặng thêm 1 hộp và free shipping luôn ạ. Cái này là thực ra tiền ship mà 10 hộp lá nương là rất là nhiều luôn. Cái này là chủ yếu muốn giới thiệu cho cả nhà mình dùng á. Mấy cái này cồng kềnh, tiền shipping mắc lắm các bạn. Mà mua 10 tặng 1 là mới có đây thôi. Lúc trước là cũng có nhiều anh chị em cô chú mua lần 30 hộp, 20 hộp. Tại vì mùa này về mấy cô chú mà giống như người trẻ tuổi cũng vậy, mà đau nhức đi, đau nhức khớp mà muốn cho relax, tinh thần thoải mái, thì cái này là thuốc. Cái này là lá nương ngâm chân, là dược thảo nha các bạn. Nó giúp cho lưu thông khí huyết và dễ ngủ, giảm đau dây thần kinh. Thì các bạn có thể bỏ vào trong nước, ngâm nước ấm á, khoảng 10 phút, rồi sau đó mình ngâm cái chân mình khoảng 15 phút. Cái này nè là có nhiều bạn gọi vào mua sỉ nha. Mua sỉ có giá sỉ nha các bạn. Thì khi bạn gọi vào mua sỉ á, thì những bạn mà làm tiệm nail á, lấy cái này nè, ngâm chân cho khách
trong đây có 5 túi mà một hộp vậy là 20 đô. Thì các bạn có thể ngâm cho khách. Thì mình nghe những bạn khách gọi cho mình nói là một túi vậy bỏ vô ngâm cho khách là chót người ta 10 đô. Thì cái túi này có 5 cái thì người ta chót 50 đô. Mà thật ra người ta mua sỉ thì không phải là 20 đô. Ít nhất là các bạn phải order giúp dùm cho KT là ít nhất là mua sỉ là 100 hộp như thế này. Đó là mới có giá sỉ. Thì khi mà các bạn cho vào chẳng những lấy được 10 đô nhưng mà khách người ta sẽ quay lại. Bởi vì cái này nó rất là dễ chịu và thơm và nó thật sự giúp cho sức khỏe nữa các bạn. Cho nên là đó là lý do tại sao KT cháy hàng. Đợt rồi lúc mà mình giới thiệu cháy hàng hết, các bạn mới về tới nhưng mà cũng không còn, vừa về tới nhưng mà cũng không còn bao nhiêu hết. Như em với bé Cam là đi làm nhiều quá, nhiều khi tới cuối ngày nó mệt mỏi ẻ oải lắm, nhưng mà uống xăm vô thì nó khỏe, giống như là tới chiều rồi vẫn giống như là sáng sớm, còn tràn trề năng lượng. Đúng rồi. Lắm. Có nhiều bạn hỏi với là gia đình của mình hay là Philip được, nói chị ơi chị sao cả ngày chị làm việc, tại một ngày mình làm từ sáng cho tới 6-7 giờ chiều mình còn ở đây. Nói sao chị không biết mệt hả, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Mà thật sự là vậy, không có xăm dưới yến là không thể nào qua được. Cái xăm này nè, mình sẽ để trên màn hình cho các bạn. Là rất là nhiều anh chị em cô chú nhắn tin cho KT cảm ơn quá chừng luôn. Tại với lại mình nhờ nhân viên gọi hỏi thăm, giống mình theo dõi khách hàng coi xài có được hay không. Thì nhiều anh chị em cô chú nhắn cảm ơn quá chừng luôn. Mình để trên màn hình cho các bạn xem nha. Bữa nay bé Cam có xài cái bộ căng bóng chưa? Chị Kathy là fan trung thành của cái bộ này là khỏi nói rồi. Bé Cam xài bộ này có xài không? Dạ có, em có xài. Ở nhà là em có cái chị nám. Còn giờ là chị ba mới đưa, mới qua đây là xài cái dưỡng da. Cái bộ này là xài cực kỳ thích luôn á. Nó mướt cái da mà giống như có mấy cái vết đồi mồi hay nám đó. Nó không có tẩy, không có lột mà nó đều màu. Nó từ 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 nó mờ đi cho mình. Cái tông màu á các bạn, khi mà các bạn dùng căng bóng là Kathy đang xài nè. Ban ngày KT sẽ xài cái set căng bóng nha các bạn, cho nên cái da mặt của KT các bạn thấy nó bóng bóng. Nhưng mà ban đêm á thì KT xài cái set nám để cho nó trắng da. Mà thật sự bạn nào mà muốn test á, bạn test một tuần cho KT trắng da, cái da mặt của các bạn nó sáng, nó bật lên cái tông liền luôn, nó hay vậy luôn á. Còn cái set căng bóng phải cho 2 tuần là các bạn sẽ thấy nó khác biệt hoàn toàn luôn. Thì rất là nhiều anh chị em cô chú hỏi KT là xài cái gì mà cái mặt căng bóng, thì hôm nay KT nói thì Như ơi xếp ra cho chị để mà chia sẻ anh chị em cô chú luôn. Và sẵn đây mình chia sẻ luôn cái set nám. Dạ, set nám là cháy hàng liên tục luôn. Cháy hàng. Hiện tại bây giờ là đang order, đang trên đường về. Thì tổng cộng là mấy món vậy? Dạ, set nám là có 7 món. Thì cũng nhìn 7 món vậy thôi nha. Thực ra dưỡng là sẽ có 3 cái nè. Còn một cái là tẩy trang nè, sữa rửa mặt là 2 thứ rồi. Rồi kem chống nắng và BB cream là hết 4 thứ kia. Là mình để riêng ra thì dưỡng là còn có 3 cái thôi. Xài rất là nhanh gọn luôn. Thì những chị khách đó mới đầu kêu ủ nhiều quá em ơi, xong mua thử bộ nám xong xài đẹp quá là ra mua thêm bộ căng bóng để xài full set 2 bộ không à. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào mà muốn xài hai set đó, thì không có cần phải mua hai set. Tại set căng bóng là 367 đô phi ship toàn nước Mỹ. Còn set nám là 421 đô phi ship toàn nước Mỹ. Mình không có cần phải mà mình combine. Mình chỉ mua 3 nám thôi. Mình sẽ mua thêm cái toner serum với cái kem thôi. Đúng rồi. Mình xài chung với bộ căng bóng. Đúng rồi, là nó sẽ nhẹ tiền hơn. Yeah. Thay vì mình mua hai set. Tại vì những cái món nó giống nhau giống như là nhau. Cái dầu mà tẩy da chết nè. Cái dầu mà lấy make up tẩy trang. Rồi sữa rửa mặt thì giống nhau, rồi sunscreen, rồi BB cream. Những cái đó nó giống nhau cho nên mình không cần phải order. Mình chỉ order, mình combine lại là cái giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Cái sunscreen này nè các bạn, ôi ôi. Xài thích lắm luôn á. Này bảo đảm luôn. Sau bao nhiêu năm mình dùng sunscreen, cái này mình thích nhất. Tại sao? Tại vì mình xài ngay chỗ cái đuôi mắt rồi đó. Gần gần cái mắt, có nhiều cô lại chia sẻ cái chi là để trên mí mắt luôn, không có bị cay mắt mà. Rồi sau đó mình mới thử mà thiệt sự là không bị cay mắt nha các bạn. Và nó không có bị nồng cái mùi mà các bạn hay dùng cho sunscreen nha. Mà xài thích lắm chị, xài nó thấm vô da giống như không bôi vậy. Còn hồi trước em thử nhiều loại nó kiểu nó rít rít cái da khó chịu. Đúng lắm rồi. Còn cái này bôi xong nó khô, nó thấm vô giống như không có gì không, luôn không đó. Biết là mình dùng sunscreen luôn. Em dùng nè, là có chắc là xài chưa có xài sunscreen phải không? Đó, con xài đi. Không, đó. Không, có kêu quá không thấy cái gì luôn á. Sau khi mà chà lên là không thấy gì hết. Có mấy cái sunscreen hồi trước con thử của mấy hãng Hàn Quốc á, nó hay bỏ cái, mình bỏ xong nó thấy trắng. Đúng rồi, đúng rồi. Này không thấy. Thích mấy cái white cast. Đó, thích gì nè. Cái cây lip balm này là, cái cây này là để cái chia sẻ các bạn là mình thích. Lý do tại sao mình thích, tức là vừa dùng để mà làm cho cái môi mình nó căng bóng,
mà vừa để làm cái mí ở phía sau luôn các bạn. Đó, mình làm mà mình làm ngay chỗ cái mí mắt là cái nó đỡ nhăn. Thì cái lip balm này nè các bạn, khi mà mình dùng một cái cây này dùng cả đời quá tại vì nó bự lắm. Xong mình thoa lên. Đó, vừa thoa lên thấy bóng liền. Thấy bóng liền phải không? Và nó rất là thần kỳ cho bạn nào mà muốn dùng cái đuôi mắt mà bị nhăn. Đó, mình dùng ở đây. Những bạn nào mà khoảng 26 tuổi trở lên á là bắt đầu nên dùng rồi. Để chống trước khi đúng rồi, trước khi tại vì khi mà bắt đầu 28 tuổi khi thì để ý ha. Bắt đầu 28 tuổi là bắt đầu cười là có cái nếp nhăn ở ngoài đầy đuôi. Tại lúc mà mình cười nó sẽ có cái smile line hay là nó sẽ nhăn. Thì con lấy cái này nè, con về con thoa hai bên cái môi với lại bên đây. Nhưng mà muốn cái mí mắt ở trên là mình khuyên dùng cái này của Hàn Quốc. Tất cả những mỹ phẩm đây mình chia sẻ là của Hàn Quốc. Thì mình thoa lên cái mí mắt này các bạn. Sau một thời gian là các bạn sẽ thấy cái này nó giúp cho gì? Cái quầng đen và cái mí mắt mình đỡ nhăn. Là nó giúp thâm. Đúng rồi, cái quầng thâm á là cam nên dùng cái này. Dạ, con có hay bị thâm mắt. Hay bị thâm mắt là bạn nào thức khuya đúng không? Đó, đó là nên dùng này 27 đô mà xài tốt vô cùng. Mình xài rất là nhiều hiệu mắc tiền. 100 đô cũng có nha, mình xài hiệu là mình mua trong Neiman Marcus, mình quên cái hiệu rồi mình không có xài nữa. 100 đô với 120 đô. Nó nhỏ xíu à, nhưng mà mình chấp nhận bỏ tiền ra nhưng mà nó không có hiệu quả nha. Nhưng mà cái này 27 đô. Cái hiệu này mình thích lắm các bạn ơi. Mà hơn cái 100 đô luôn, nó hay á. Đúng rồi, hơn cái 100 đô. Và sẵn đây Katie chia sẻ luôn, tại hôm nay cái gì sale là Katie lấy ra sale hết. Là cái này rất là thơm luôn Cam. Cái này là sâm, người ta làm bằng sâm. Nguyên cái set này á là set dưỡng da bằng sâm, dưỡng da cho da mịn màng giống như da em bé. Hôm nay mình chưa có quay tại vì mình chưa có đủ hàng. Và hôm nay hàng về rồi cho nên mình mới chia sẻ các bạn đây. Là một set này bình thường là 500 đô. Các bạn ơi, cái loại này á, nó sẽ khác những cái loại các bạn thấy trôi nổi trên thị trường. Tại sao? Tại này là Katie đặt thẳng của công ty sản xuất ra này. Rồi ship tới đây cho nên là mình biết chắc chắn là nó thật. Cho nên mình biết là hàng thật. Hàng giả bây giờ rất là nhiều. Thì đối với Katie á, Katie thà bỏ tiền ra mua thẳng ở công ty. Ở công ty sản xuất cho dù mắc hơn nhưng mà mình bảo đảm đó là thật nha các bạn. Thì cái này là sâm, người ta làm bằng sâm. Thì ở trong đây người ta cũng có nói nè, một set như thế này là chống lão hóa và dưỡng da cao cấp và không có thuốc trừ sâu. Và trong đây là người ta làm bằng cái rễ và thân hoa nhân sâm, không thuốc trừ sâu để mà làm ra. Cho nên mà khi mà mình dùng á, mình nghe cái hương của nó là hương của sâm, rất là thơm luôn. Và trong đây là có toner, lotion, essence và cream. Mà cái có củ nhiều, nó bự nó bự lắm cho nên xài rất là lâu nè các bạn, xài rất là lâu. Có bạn sẽ hỏi Katie Dũng này chưa? Dạ mình thử rồi và mình rất là thích. Mình nói chung là khi mà mình mua về mình muốn test hết tất cả những sản phẩm các bạn để cho biết là nó có hợp với làn da sensitive hay không. Tất cả những sản phẩm Katie chia sẻ với các bạn mỹ phẩm á là cho làn da bị dễ bị dị ứng, tức là bị sensitive skin á. Cho nên là sẵn đây khi đi về cũng không có nhiều các bạn, mà sale cái 299 này cũng có số lượng có hạn. Cho nên mà bạn nào gọi vào thì có thể thử cái này. Mình theo mình á là mình thích cái này. Mình mới xài có mấy tuần thôi mình rất là thích nha các bạn. Mình xài cái này là 500 xuống thành còn 299, còn mấy cái set mà Katie vừa mới chia sẻ các bạn á là cũng có cái giá mình đã chia sẻ rồi. Nhưng mà cái này là 299 xài rất là thích luôn. Mà nguyên cái set cùng này là 299 là rẻ. Đúng rồi. Nhưng cái set sâm này cho mỹ phẩm á, thì nó không có cái này. Cái này là ampoule là serum. Serum. Bình thường là 200 đô nhưng mà sale còn có 117 đô các bạn. Thì cái này nó cô đặt làm từ củ, rễ, lá, thân và hoa nhân sâm, không thuốc trừ sâu nha các bạn. Cho nên là nếu mà bạn muốn á, là các bạn có thể mua cái set này và cái serum này. Nếu mà bạn muốn, còn không bạn có thể không mua này. Nhưng mà nếu mà được á, mua này xài tốt lắm. Serum nó giữ ẩm cho làn da và nó làm cho làn da mình mịn. Thì cái này chỉ có 27 đô mà thôi các bạn. Rất là rẻ so với lại... hai cưng. Ủa sao tới đúng lúc vậy? Làm gì đó? Mấy bữa live stream bán hết mấy cái dây chuyền cho nên là mới thiết kế mấy cái dây mẫu ngọc trai mới giờ đem xuống đây để chuẩn bị ngày mai live stream. Thiệt luôn, hôm bữa là Philip, mình thấy Philip quay với lại Như mấy cái sợi ngọc trai đẹp thiệt đẹp luôn. Mình vừa về tới là nói dạ bán rồi chị. Tức là vừa live stream là trong vòng 1-2 ngày người ta gọi vô làm bán hết sạch luôn.
Đây, hôm nay có mặt hàng mới hả? Hàng cho chị coi. Ồ, oh, đẹp quá. Sẽ khoe từng dây. Khoe từng dây, ở lát đi. Cái mà Katie tâm đắc nhất ở đây đó là hai sản phẩm cho mỹ phẩm. Là cái này. Là Katie đang dùng nha các bạn. Thì cái này là Philip. Philip lấy mặt hàng này là Philip chia sẻ này đi. Dạ. Cái này giá bao nhiêu, sale bao nhiêu luôn? Đây là em thấy cái xài cho nam tốt nhất nha quý vị. Tại vì chị biết sao, cái da mặt nam nắng đi bụi bặm nhiều quá thì cần cái mạnh tẩy mạnh hơn. Thì cái này là em xài một thời gian là nó tẩy đẩy mạnh từ trong lỗ chân lông nó đẩy ra luôn. Đó, cho nên là xài mà nó còn trắng. Này 3 trong 1 phải không? 3 trong 1. Nghĩa là sao? Makeup remover. Đó, chị đang có makeup thì bây giờ không cần phải xài cái dầu để chùi cái mặt nữa. Mà cái này á là mình sức lên không cần nước luôn. Mình thoa lên thôi. Ví dụ như em thoa anh đây. Tức là mình chà thì một đợi một lát là nó sẽ trắng. Nó sẽ trắng. Xong mình rửa. Rồi, nhưng mà mình phải đợi nó mấy phút đúng không? Dạ, mình chà lên chút xíu là nó trắng lên nè. Nè. Là nó bung cái nó hình thành lên cái mask. Rồi sau đó là mình đợi mấy phút đó các bạn thấy nó nổi lên không? Nó nổi lên rồi liền. Mình đợi khoảng chừng 5 phút rồi mình mới rửa là các bạn thấy cái da khác liền luôn. Đúng rồi. Để tại vì coi cái da bên đây với cái da này lát sẽ thấy khác. Biết sao nhờ Philip tại biết sao không? Cái da Philip đang đen thì nhìn nó sẽ rõ ràng hơn là da trắng. Tại vì hay lái xe quý vị cho nên là ra nắng nhiều quá. Bây giờ em rửa lại để mà cho thấy khác biệt ha, nó sẽ màu trắng. Cảm ơn em. Nhưng mà cái da mặt của em là cho thấy nó tốt hơn lúc trước. Đúng rồi. Dạ, cho nên là từ khi quen chị là mình đẹp lên. Tại vì xài mỹ phẩm điều rồi. Điệu theo đu theo Katie, điệu làm điệu. Mà mình nói thiệt nha các bạn, nam cũng làm điệu làm đẹp được luôn. Để chi, để cho mình đẹp, mình cảm thấy tự tin và mình vui hơn phải không các bạn? Chính xác luôn. Tại em từ ngày em đẹp lên đó, không phải là em nói mà thấy mấy người khách lên khen nha. Khen quá chừng, đừng có khen ảnh quá các bạn ơi, ảnh tự tin lắm không có được. Dạ, là tự tin mà ra đường mình gặp người này người kia, các đối tác lớn thì họ thấy mình sáng sủa thì họ cũng tự tin để mà mua đồ của mình hay là nhận cái hợp đồng của mình nữa. Ok, em rồi, đi rửa em chị. Còn cái này là Katie rất là thích. Cái này cleanser mà cái hiệu khác mà mình thích vô cùng luôn. Cam ơi, cái này mà con dùng là con sẽ rất là thích luôn. Mà cái này á, là nó gấp đôi. Cái hũ này nó gấp đôi. Cái trọng lượng, thí dụ như cái này là 120g, cái này tại 200g. Đó, nó nhiều hơn. Cho nên là cái giá thành là cái này là 45 đô. Mà xài rất là lâu. Hôm bữa mình đi travel, mình đi du lịch đó là lúc nào mình cũng đem theo nó. Còn cái này là bao nhiêu nè? Cái này là 59 đô hả? Sale còn nhiêu? Dạ. Ủa, có sale không? Sale 49 đô. Tức là 59 đô, sale còn 49 đô mà nó rất là nhiều. Nó xài gấp, lâu hết lắm. Nó gấp rưỡi cái chai. Đúng rồi, cái này 300 gram. 300 rồi. Cái này có 120, cái này gấp mấy lần luôn. Gấp mấy lần luôn. Xài lâu hơn. Cái này rồi, bây giờ chị coi. Bây giờ coi cái da nè. Cái da. Cho nên là các bạn nam nhớ nhà mua, mình tiếp xúc bụi nhiều quá, đi ra đường nhiều quá thì mình cần cái loại mạnh hơn thì mình sử dụng cái chai sữa mặt này rất là hiệu quả, Philip guarantee luôn á, mình xài mà không hiểu, không có tẩy mạnh hết ra gọi Philip mắng vốn. Tại vì Philip đã xài qua rồi. Các bạn yên tâm. Cái này Katie cũng xài qua rồi. Rất là thích ở nhà. Nói chung ở nhà Katie mỹ phẩm loại nào cũng có. Những gì mà Katie chia sẻ các bạn mình phải xài qua rồi. Mình thấy không có bị dị ứng làn da, không có bị gì hết. Mình mới dám kinh doanh đem về mà bán trong tiệm nha các bạn. Cam các đi. Chị mua tặng cho mấy anh xài. Đúng rồi. Không mà này, các chị muốn này xài gọi tốt lắm á Cam. Rồi giờ nếu mà một trong hai cái thì Cam có thể về thử hai cái của Y3 rồi con thích cái nào con chọn. Tùy loại da nữa, tùy mình phải xài thử. Nhưng mà cái này nó sensitive cho, tức là dùng cho sensitive skin. Da bạn nào mà dễ dị ứng giống như Katie nè. Katie da dễ dị ứng lắm nha. Mình mà xài hiệu nào mà mình không hợp, nguyên cái mặt mình nó đỏ rần rần mà nó nổi về về ghê lắm. Mình rất là sợ. Cho nên từ lúc mà mình chuyển qua những mỹ phẩm này, cái da mặt mình không bị dị ứng, mình vui vô cùng luôn á, thiệt luôn á. Đúng rồi. Nó phải nói khi mà partner với chị Katie là Philip mà khỏe lên nè, đẹp lên nè, và ăn ngon. Ăn ngon nữa. Đó, nhiều cái benefit khi mà đúng rồi, chị may mắn rồi, cho nên khi mà tới gần những người chị may mắn vậy là mình may mắn và mình đẹp, mình khỏe lên. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi sẵn đây em giới thiệu chị cái những cái cho khách hàng các fan á, vòng trầm hương. Và đây là mấy cái dòng mới làm xong nè, bây giờ em mix mấy cái tượng rồi hoa sen, đây là cái tượng Đức Mẹ Maria. Để mà quấn cái này là cái dây 108 hạt. Nam hay nữ thì đeo cũng được.
Thì trong đây là mình nói cho rõ nè, tại vì khi mình là thuộc dạng như là khi mà mình bán cái gì á, mình hay tìm hiểu. Ok, mình nói cho rõ để cho anh chị em cô chú nhìn vào thì dễ hình dung. Ví dụ như cái hạt này là cái size mấy nè, 12 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái hạt nhỏ này là 6 nè. 6. Rồi cái là tới 8 nè. 8 rồi 10. Đó. Cho nên là các bạn lưu ý nha, cái hạt, cái sợi dây này nó sẽ khác với lại những cái sợi lúc trước khi tôi chia sẻ. Và sợi này có hình trái tim, có Đức Mẹ Maria hình trái tim ở đây với lại thánh giá nữa. Thì cái này là em đang bán giá nhiêu? Dạ giá đang sell cái dây này mấy cái tiệm bán trầm hương bình thường là 1425. Thì giá đang sell là chỉ còn 498 đô. Tức là bao nhiêu phần trăm? 498 đô cho cái. Dạ 498 đô thì sell khoảng 65%. 65%. Mà cái hương thơm trầm hương mình chia sẻ các bạn để các bạn dễ hình dung. Trầm hương không thể nào mà thơm nồng nặc được hết á. Thơm nồng nặc là người ta xịt cái hương trầm lên. Trầm hương là thơm nhẹ nhẹ. Và khi mà các bạn muốn thì các bạn phải khi mà đeo á, mình chà như vậy nè. Mình chà như vậy để nó liên quan tới những cái dây thần kinh của mình á. Nó làm nó kích thích và nó làm cho mình thấy nó an yên á. Và nó lên cái hương của trầm hương nữa các bạn. Mình chỉ biết một cái cây mà nó trắng tươi như này. Cái này nó còn hơi màu ngầu màu hơn nhưng mà nó trắng hơn cái này nữa. Thì nó ra được cái dầu này á, là mất rất là nhiều năm, mấy chục năm nó mới ra được cái dầu màu chuyển qua cái màu nâu này. Cho nên là cái dầu, những cái dầu trong cái này là nó tạo ra cái mùi hương. Thì cái dây chị đang cầm là 108 hạt là 6 ly. 6 ly. Thì cái dây này là bữa giờ cũng đang sell là 900 mấy, đang sell còn là 300. Còn cái này là bạn nào thích một dây thì có cái biểu tượng của Phật giáo, rồi biểu tượng của thánh giá đó. Một dây này là bao nhiêu đây, 403 và đang sale còn 150 một dây. Dạ 150 và đây là các tượng Phật để trong nhà. Đây là làm bằng crystal. Hôm bữa Katie có đi quay và Phật Quan Âm này là 600 mấy chục đô. Katie có đi quay, không biết các bạn có coi không, thì người ta đang giảm giá nhưng mà bên KT giảm nặng mạnh hơn để bán hết những mặt hàng này, lấy đem mặt hàng mới về. Thì hiện tại KT không có nhiều, tức là bạn nào gọi vào thì còn gì thì các bạn có thể mua và suy nghĩ mua. Sale 520 nhưng mà hôm nay KT sale đặc biệt luôn và free ship toàn nước Mỹ, là sale còn có 420 đô mà thôi, tức là sale thêm 100 đô nữa, tức là bạn sẽ không có đi đâu lấy giá giống như vậy, mình sale hết luôn các bạn. Đây là Phật Thích Ca ha, thì cũng giống vậy luôn, thay vì là 520 mình sale xuống còn 420 thôi các bạn. Free shipping đó. Mà hồi lúc trước là 600 mấy nha các bạn, là sale xuống 520, giờ sale xuống còn có 420 mà thôi, free ship toàn nước Mỹ. Thì khi mà mình mua tượng này đó thì mình mua chỉ cần mua trên 300 thì sẽ được tặng một cái hộp trầm hương, một cái hộp nụ trầm hương để mình đốt. Đó, thì từ những cái dây này khi mà mình mài ra là nó sẽ có những cái vụn trầm hương rừng mình đốt lên, rồi nó sẽ có mùi thơm nhẹ nhẹ và làm giảm stress, rồi thơm phong thủy, giống như là người ta nói trừ tà các bạn. May mắn người ta tới. Lấy cái nhớ mình nói không, chia sẻ em cái giỏ bào ngư ăn rồi đừng có giục cái giỏ, rửa sạch phơi nắng rồi mình đốt cái nụ trầm hương trong đó là trừ tà. Đó là mình nghe nói các bạn. Cái này không có kiểm chứng cho nên mình chỉ nói chia sẻ thôi. Hoặc là em thấy mấy cái tiệm cũng mới mở cửa ra cũng hay đốt, đúng rồi, để đem khách vô. Thí dụ như mình mua nhà tân gia đi, trước khi mình dọn vô thì cái nhà dọn vô mình cũng đốt bằng cái này nè. Tiệm neo hay là tiệm gì cũng được, mình mở cửa ra mình đốt. Đúng rồi, thì dẫn khách vô, thu hút khách thì vô. Cái này em muốn tặng luôn hả? Mua trên 300 thì dây trầm hương hay là tượng gì mình chỉ trong lễ Labor Day thôi. Mình mua lẻ một hộp gì thì 20 đô. Mẹ mua năm tặng một. Ồ, mua 2 năm tặng một. Mẹ khi chị cũng mới hỏi, nói nhớ lấy nụ trầm hương cho mẹ. Cái này mình chưng á, ca mình chưng ở nhà hay là ở chỗ làm, mình đi làm mà mình bóp như thế này, mình xây mình làm như thế này nó cũng giúp cho cái đầu óc mình nó bình an lắm các bạn. Mà cái này em thấy để gắn dán lên phía trước xe thấy được không? Có được. Được, chị thấy người ta cũng làm đó. Cũng dễ thương mà. Mình bẻ như thế này nè. Đẹp lắm. Cái này hồi xưa mắc lắm, bây giờ mình sale còn nhiêu cân cũng đâu rồi, giá đâu rồi. Giá hả? Cái cây này giá là nè bao nhiêu tiền ta? 450 đô thôi, mình sale luôn đi. Dạ sale. Ủa, hôm bữa là mình sale còn 200 mấy đúng không? 450 là 225. Nay mình sale 225. Thôi mình sale xuống còn 200 luôn đi. 195 đi ha. 195 rồi.
195. Tức là mình bây giờ mình muốn sell hết những cái mặt hàng của KT đang có, để có gì là KT còn những mặt hàng khác mình còn phải tồn kho các bạn. Sắp tới đây mình qua cái công mới cho nên là phải cần có kho, nên mình sell hết. Bây giờ các bạn đi ra ngoài tìm không ra cái này đâu. Mà các bạn mua trên 300 được nụ tầm hương, trầm hương nữa. Thí dụ như giờ mua này 195, có thể mua saffron. Vừa sale mà vừa tặng quà luôn. Saffron này là có tới 5 gram luôn các bạn ơi. Cái này là các bạn uống saffron các bạn biết rồi đó. Bạn nào mà uống này sẽ rành. Cái saffron này cái cọng nó đẹp lắm. Rất là chắc. Và saffron đó mình bỏ, lần đầu tiên mình uống mình chỉ uống bỏ chừng khoảng 2-3 cọng cho một ly nước bự thôi nha. Mình không có uống lần một chùm nha các bạn. Uống này chắc lâu lắm. Một hộp như thế này là mình mua mình tặng luôn cũng được. Giống như mình thấy người ta mua đặt của KT về để làm gì không, tặng cho quà cưới. Thí dụ như là chú rể cô dâu là không biết tặng gì cho khách đúng không, là mua này về, KT có bán sỉ nữa. Thì mua này về, cái hộp rất là xinh, cái người ta tặng. Cho nên là những người mà người ta mua này về tặng rất là người ta thích, là tại vì nó sang. Mà KT đang sale ha, có 49 mà mua 49 đô trên 5 gram lận mà mua 5 tặng 1 các bạn. Và cái saffron này đặc biệt em thấy là thường mấy saffron khác mà em muốn là phải bỏ nguyên chùm nhiều thì nó ra cái màu ít, mà cái saffron này em bỏ có 3-4 cộng mà là nó ra cái màu rất vàng, là đậm vàng vàng mà. Và các bạn uống vào nó dễ ngủ ngon, cho nên là các bạn nhớ nha. Đừng có uống ban ngày. Tại ban ngày nó buồn ngủ mà sao mình làm việc. Khi mà mình về nhà rồi đó thì mình mới pha mình uống, là uống lát là các bạn dễ ngủ lắm, ngủ ngon lắm các bạn. Đúng rồi. Saffron này rất là đắt, đắt hàng bây giờ cũng không còn nhiều. Còn tức là các bạn gọi vào mua còn mặt hàng nào thì KT bán mặt hàng đó nha các bạn. Cũng giống vậy, mua 5 tặng 1, nhưng mà nếu mà mua trên 300 thì sẽ được tặng nụ trầm hương ha, và free ship toàn nước Mỹ. Còn nếu mà bạn chỉ mua 5 tặng 1 KT cũng có free ship luôn nha các bạn. Rồi bây giờ em mời chị vô để, trong cái phòng kín. Phòng họp để phòng giới thiệu hả? Cho chị mặt hàng mới hả? Mặt rồi, hàng đi, mới đi. Ha. Do đây là muốn khoe với chị cái bộ sưu tập mới. Bộ sưu tập ngọc trai thiên nhiên freshwater pearl. Mà cái này không phải là ngọc trai bình thường mà là edible pearl. Là ngọc trai, mỗi con ngọc trai bự như nè. Nó chỉ có một viên ngọc trai duy nhất thôi. Cho nên rất là hiếm hơn các loại ngọc trai bình thường khác. Đó, chị thấy nó bự và nó bóng loáng hơn. Kiểu nhát đẹp mà lạ không à. Cái này nhìn đeo có cá tính, nhìn nó sang mà đẹp lắm các bạn. Đeo lên bếp cam thử coi ha. Này vừa rồi là đây, mình đeo cho bếp cam đi. Mấy cái kiểu này nhìn đẹp quá trời đẹp luôn. Cái hôm kiểu, bữa là mấy cái kiểu này là bán hết rồi. Kiểu trước á là bán hết rồi. Vừa mới lên video là ngày mai là người ta mua liền. Cái kiểu hôm bữa là cái hoa hồng. Đúng không? Giờ cái kiểu này khác một chút. Đúng rồi. Cái kiểu này đeo lên đẹp quá trời đẹp. Sang trọng lắm luôn. Cái đó là có đôi bông đúng không? Có nguyên một bộ đôi bông luôn. Mà hôm nay cái trong video này thôi là cho fan chị riêng đặc biệt, giá đặc biệt là rất là rẻ luôn. Cái này giá thị trường là cả ngàn đô nha các bạn, cả ngàn đô luôn á. Nhưng mà ngày hôm nay giá đó là chỉ có 650 thôi, nguyên cái dây và cái bông tai luôn nha các bạn. Là cái giá này hôm bữa chị coi livestream là 650 cho cái set bên kia. Đúng tương rồi. Tự như vậy cũng 650 mà chị đó gọi vô mua hết hai set. Màu vàng giống tương tự vậy nè. Đúng với là cái màu này nè. Đúng là chỉ mua 2 set luôn. Đó. Cho nên là bạn nào giống như Philip nói trong video đó đó là thích thì nhích, tức là thích thì mình mua hết. Mua bán 2 màu luôn tại vì bán rất là nhanh. Tại vì nó mới và cái ngọc trai rất là sang trọng hả? Phone có tên tên chưa? Khách mới chuyển tiền, nó check giùm em. Chuyển tiền hả? Để coi. Chuyển tiền vô vô không, vô không, có vô không? 428 phải không? Ok, đang quay mà cũng có tiền vô nữa. 428 vô rồi các bạn, vô 428 rồi. Ok, cảm ơn Sophia. Cái này màu hồng và màu vàng, đây màu vàng đây, bằng giá nhau nha các bạn. Đeo luôn đi, đeo lên để cho nhìn luôn, nó dễ hình dung luôn. Ok rồi, mình có thể mình chọn màu đẹp vàng cặp ha, hoặc là màu lát hồng. Chụp cho cam mấy cái tấm này đẹp. Hai cái này là best seller nha các bạn, màu vàng, màu hồng là best seller. Màu vàng cũng đẹp ha, cái màu này chị màu chị tím thích tím quá à. Tím tím hồng dễ sợ luôn, đeo lên đeo gì cũng đẹp hết. Anh Philip là lâu phải tài trợ với máy bay qua cho bé cam. Bé cam là từ Texas bay qua, là model mới. Đẹp quá cam.
Chắc đeo này đi tiệc đồ này nọ còn nhìn sang lắm. Một bộ chỉ có 650 đồng đang sale cả ngàn đồng mà đang sale tới mấy trăm đô lần các bạn. Mấy cái set này lúc trước là Philip livestream là toàn là 950 một ngàn đô đấy các bạn. Lúc trước livestream mình biết mình có coi 900 mấy thì lúc đó bán chậm hơn. Cái vừa đợt vừa rồi bán 650 người ta hốt hết luôn. Sau đó giờ mới về lại nè. Chỉ có trong lễ Labor Day này thôi nha các bạn. Bởi bữa anh Philip nói cái giá này em hỏi đi hỏi lại là xưa chưa anh. Bữa giờ bán bình thường bán là giá rất là cao. Không 950 không này. Đúng wow, rồi. Wow, cam đẹp quá cam. Wow. Đẹp quá. Wow. Như màu xếp. Đó, cũng là một cái màu hồng nhưng mà cái kiểu nó khác. Nó khác. Này. Tức là khi mà nói xét nghĩa là vừa dây chuyền mà vừa đo bông luôn đó là 650 nha các bạn. Không có bán lẻ phải không em? Không, bán lẻ là đo bông không là 150. Ồ, oh, vậy là dây chuyền là nhiêu? Dây 650 thì đôi dây chuyền là 500. Ồ, oh, nếu mà người ta muốn mua lẻ là vẫn mua được hả? Dạ. Yeah. À. Nhưng mà nếu mà mua vậy không có đẹp, phải mua nguyên set nó mới đẹp. Một bên một bên vậy đeo nó mới hay. Được. Một bên. Bông đó với cái bông này là giống nhau nè. Cái này là kiểu single này thì nhỏ hạt hơn. Lớn hơn này, cái này hơn. Thì hạt double thì hạt sẽ nhỏ hơn. Hai dòng nhưng mà đều là cái bông bên hông nó giống nhau. Đẹp á, cái đó cũng đẹp cam cho cam tại vì cam ốm ốm trắng cho nên đeo gì mình thấy cũng đẹp hết. Đúng rồi, thích lên nè da với cam sáng đeo cái nào cũng đẹp chơi đẹp quá cam. Cái nào cũng đẹp hơn. Không, cam con nhìn coi con thích cái nào nhất rồi lát mình chọn cam. Dạ. Rồi bây giờ mình còn mấy cái set mà hai like giống như này các bạn là đang sale chỉ còn có 550 thôi. Đó. 550 luôn. 550. Có đồ bông luôn. Luôn đồ bông luôn. Tại sao Labor Day? Tại vì cái này là hộp ngọc trai thiên nhiên bình thường thì trong một con sò nó có nhiều cái ngọc trai. Đó, cho nên còn trong cái edible ngọc trai này á, là mỗi một con sò nó chỉ có một viên ngọc trai thôi. Mà rất là lâu năm mới hình thành được cái ngọc trai vậy thế nó rất là bóng và bự. Mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem nhẫn ở đây đang có những mặt hàng nào. Rồi các bạn chọn. Đó. Các bạn chọn rồi mình sẽ giống như mình gọi vào rồi nhân viên sẽ chụp hình cho các bạn xem kỹ hơn. Cam chọn những màu nào cam? Con hả? Ừ. Cái màu xanh này nè. Rồi. Ồ. Trời, chiếc này cũng lấp la lấp lánh ghê luôn nè. Nè. Mình thích cái gì mà chấp chiếu được không? Sáng sáng. Ồ, cái này giống như em làm cho chị luôn á. Trời ơi, nè. Vừa tay ba. Cái nè. Ôi. Nè, cam đeo thử này đẹp lắm cam. Mấy cái mẫu này ngày hôm nay đang được sale cho Labor Day nha các bạn. Wow. Trời ơi, cái này đẹp quá cam ơi. Ồ. Với lại, các bạn có tin phong thủy không? Katie thì tin nha. À, không phải tin quá nhưng mà mình tin là tại vì mình có đi coi phong thủy thì đi coi tử vi thì ông thầy tử vi nói là mình nên đeo tại cái coi cái mấy cái lần chỉ tay thì nói là mình xài tiền rất là nhiều cho nên là phải đeo hai ngón giữa lại để nó cản tiền thì mình mới đeo có bên đây hổm rày mình chưa đeo bên đây thì nó cản tiền lại mà thật sự là có mắc cười lắm. Về tính sổ mới về xong rồi hai chị em ngồi tính sổ mình nói là chắc mình thiếu Philip tiền cho nên mình đem tiền ra mình trả cho Philip rồi tính tới tính lui các bạn biết không Philip thiếu ngược lại mình đã đem tiền bỏ sẵn vô trong giỏ rồi các bạn mà hả không móc ra được không móc đó tại vì chỉ ủng hộ Philip mấy cái chiếc nhẫn này đeo để chặn tiền ra cho nên mục đích chỉ là gì lên mua nhẫn để gì tiền nó không có ra các bạn ơi. Cái này mình nói thiệt cho các bạn trộm hai chị em cười lăn lộn luôn tại vì mình chuẩn bị mình đem ra rồi mình đang nợ Philip phải không ai ngờ tự nhiên tính xong lát nói ủa em thiếu ngược lại chị mà xong nói trời em sợ chị quá ông đéo này mình tin là như vậy các bạn mình xài tiền rất là nhiều nhưng mà mình khi mà mình giữ mình đeo hai cái ngón này từ lúc mà ông thầy phong thủy nói đó thì mình giữ tiền lại cũng đỡ lắm các bạn cái này là mình nói thiệt em cũng bắt trước nè đeo nè đó. Đó cái đường tiền nó ra nè em phải đeo ngón giữa để nó chặn lại. Tức là ông thầy nói là đeo ngón này với là ngón này tức là hai ngón này nè các bạn đó là tiền nó sẽ giữ lại tại vì tiền nó đi ra hướng này có đường chỉ cho nên là được đó cam con mà muốn giữ tiền là con cũng là bắt chước gì ba đi mà lẽ lắm bé cam là dư sức mua cái chiếc này ví dụ như chiếc này 345 345 đang sale chỉ còn lại 120 thôi trời ơi cái bên kia đẹp cái chiếc chính giữa là bao nhiêu đây 385
đang sale chỉ còn lại 134 đó. Wow. Hai chiếc này là chỉ có 200 mấy thôi các bạn. Yeah. Yeah. Mà đeo everyday, tắm rửa thoải mái, không cần tháo ra tháo vô, size thì làm free, shipping thì free. Cái bông mà bé Cam đang đeo là bằng vàng trắng, ngọc trai thiên nhiên, ngọc trai chọn tuyển chọn. Còn cái bông này là bằng bạc Italy, thì nó giá nó rẻ hơn. Cái bông bé Cam đeo là 345. Còn cái bông này là bạc Italy 195. Nhưng mà đeo nó cũng không có bay màu, nó cũng là ngọc trai thiên nhiên luôn các bạn. Nhưng mà giá nó mềm hơn chút xíu. Chị đeo vô thử hả? Đeo này vô thử, không biết có đẹp không? Này cái đó dễ thương không cả? Đây con mang cho. Cái này chắc Cam mang cái này, chị ba nghĩ đẹp hơn á. Cam. Đây con bỏ lên đâu. Thôi con mang đi. Con mang đó đi. Cái này ba nghĩ thôi nè. Không, cái đó thôi con nít nữa. Đeo sợ bị chửi. Người ta quánh giá. Chị đeo này đi. PJ là có 4 tiệm nha các bạn. Ở đường ở đây KT Food Shop là 1 nè. Trên lầu 2 Phú Lộc Thọ là 2 nè. Ở đường McFadden và Brockhurst trong chợ Sài Gòn City là 3. Và tiệm thứ 4 là nằm ở trong chợ Lucky Seafood ngang Chapman và Brockhurst. Bạn nào mà tới chợ Sài Gòn City Market trên đường McFadden với Brockhurst thì cái tiệm nằm bên cái cổng bên tay phải của chợ. Nếu mà bạn đi vô cổng bên tay trái thì các bạn phải nhìn quẹo phải và nhìn thẳng thì sẽ thấy. Còn nếu bên đi cổng phải là vừa vô cái bên tay phải liền, rất là dễ tìm. Bây giờ công ty cũng có promotion cho tất cả các loại sâm, nhất là sâm cô đặc này. Katie bán đắt vô cùng. Sâm cô đặc cái hũ rất là sang nha các bạn. Đây thì cái hũ này có cái hộp này là hộp gỗ, ở trong là bằng nhung, có hai hũ sâm mà một hũ uống lâu lắm, cái cả tới 6 tháng lần đó. Thì một hũ như thế này, một hộp như thế này có đang sale, bình thường là 500 sale, còn có 299 mà mua 5 tặng 1. Tức là promotion này tới Labor Day là hết rồi, tại vì cũng không còn nhiều hết á. Khi mà hết hàng rồi á là khi mà về hàng mới, tại vì hiện tại bây giờ tiền shipping ở đâu cũng quá cao, cho nên công ty không gánh nổi, chỉ còn những mặt hàng này á là mình trả tiền trước rồi, cho nên là cái giá tiền còn như vậy, cho nên mình có thể làm mua 5 tặng 1 được. Thì sâm á, cái hộp này các bạn nhìn nè. Đẹp biết sợ không, bằng gỗ rất là đẹp. Quá sang trọng. Quá sang. Bằng gỗ luôn. Mà mình nói thiệt nha, rất là nhiều cô chú mua 5 tặng 1. Đâu phải uống một mình đâu mà tặng cho gia đình và bạn bè nữa, các bạn rất là sang. Yeah. Mà ngoài cái dạng cao cốt sâm này ra, mình có dạng sâm bằng nước nè, rồi dạng sâm bằng bột nữa, thì nó cũng giống nhau, nhưng mà tùy cái cách sử dụng mình thích cái loại nào á thì mình giống như nhìn logo là sẽ thấy cái này nó y chang nhau. Và một cái là bột, một cái là cao cốt sâm. Còn mình có một cái loại khác là cũng là hắc sâm luôn, mà dạng nước sẽ từng gói vậy. Một hộp như vậy là mình có 30 gói là sẽ uống được một tháng. Tức là mỗi ngày thay vì mình phải pha đó các bạn, thì mình xé về mình uống thôi, mình đem theo đi làm đó, nó dễ. Thì các bạn không cần phải mua 5 hộp này, tặng một hộp này. Các bạn có thể mix, tại vì bằng giá. Cái này cũng 500 sale 299, cái này cũng 500 sale 299. Thì mình có thể lấy 222 hay là 51 hay là 321 giống vậy đó. Miễn sao là nó cũng là loại này. Và loại này cũng là đang sale 299 luôn không em? Mấy cô chú mua nhiều lắm luôn, mình còn rất là ít hàng luôn. Tại vì cái này thì nó sẽ mix thêm những cái dưỡng chất khác để nó bổ sung thêm cái collagen vô trong cái sụn khớp của cho người lớn tuổi nè. Rồi nó đỡ đau nhức mấy cái xương khớp rồi bổ xương nữa. Thì cái này cũng là sale 299, các bạn có thể chọn. Mà ship cái này tốn tiền. Cái tiền ship này cao khủng khiếp luôn các bạn. Tại vì nó nặng vô cùng, nó bằng nước. Nó là bằng những cái gói. Cái gói mình có thể tháo ra cái nào không cực. Không đủ hàng bán. Tại vì nhiều cô chú lớn tuổi thì bị khớp nhiều thì uống cái này, uống xé ra. Nó dạng nước giống vậy nè, là xé ra màu xanh. Cái uống dễ, không cần phải pha. Thì cô chú chọn cái này. Thì mấy người, mấy anh chị em mà có cha mẹ đó mà bị đau khớp nữa thì có thể suy nghĩ tới cái này. Hay là yến, yến là cái thì thấy rất là tốt luôn. Yến thì cho 6 tuần, sau khi uống yến là 6 tuần là cảm thấy rất là tốt cho mấy cái khớp. Hay là sâm, mình tùy. Và ngoài ra mình có cái sản phẩm là sâm trẻ em nữa chị. Sâm trẻ em cũng sale nặng, sale nhiều lắm. Sâm trẻ em rất là nhiều bạn mua chơi trẻ em giống như chơi đình nè. Thì các bạn thấy chơi đình cao không? Ở sau cái mùa hè ảnh cao bằng mình rồi các bạn ơi. Thì uống cái này á rất là đơn giản nè,
đó, mình xé ra rồi mình ăn thôi các bạn, không cần pha gì hết á. Và một hộp như thế này á, bình thường là 160, đang giảm giá còn 130 nha. Các bạn cũng free ship nếu như mà các bạn mua trên dùm cho KT là 299, tức là có free ship. Ví dụ bạn mua hộp này, là được free ship nha các bạn. Tại vì mình mua cái tiền ship của mấy cái này rất là cao. Tại vì sắp lễ tới rồi, cho nên là anh chị em cô chú nào mà ở xa mà có cần mua gì, mua quà tặng cho gia đình và bạn bè, hay là mình mua cho bản thân mình luôn cũng được nữa, thì cứ gọi vào số điện thoại mình chỉ để trên màn hình từ nãy giờ. Và thôi, video tới đây cũng dài rồi, hy vọng là các bạn và các anh chị em cô chú thích video này, và nếu như thích nữa bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Và mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Cảm ơn quý vị. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ KT trong những thời gian qua. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này, nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.